ở trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, có một cô giáo chiều cao khá khiêm tốn, song với tài năng và nghị lực vượt trội, cô đã khiến không ít người cao hơn mình phải khâm phục và ngước nhìn. Với dự án bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu độc hại, cô đã xuất sắc giành giải nhì và để lại những dấu ấn về nghị lực, sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của một cô giáo trẻ tại cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Microsoft tổ chức tháng 8 năm 2016 tại Hà Nội, khi dự án được chia sẻ lên một trang mạng Internet trực tuyến dành cho những nhà giáo dục toàn cầu, ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm, phản hồi của đông đảo các thầy giáo, cô giáo ở một số nước như Nhật Bản, Ai Cập, Pakistan, Ấn Độ. Với những kết quả nổi bật trong giảng dạy và học tập, cô đã vinh dự được chọn là một trong số 4 thầy cô tiêu biểu cho Việt Nam tham dự Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu tổ chức tại Toronto, Canada vào tháng 3 năm 2017. Với tư chất thông minh, sắc sảo, đặc biệt là biết phát huy những lợi thế của một giáo viên tiếng Anh, tại đây, cô và các đồng nghiệp đã xuất sắc vượt qua hơn 40 nhóm với trên 300 chuyên gia đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải thưởng chung cuộc, giải đặc biệt của Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu năm 2017, ghi thêm một dấu son chói lọi về trí tuệ, sự sáng tạo của người Việt Nam trên bản đồ giáo dục thế giới trong thời kỳ 4.0. Đó là cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, người con của quê hương xứ Nhãn. Khi mà nghe đến nói đến từ Sway đấy là mọi người đã rất là vui sướng rồi, và đến khi mà ban tổ chức đọc tên nhóm là nhóm số 33 ra thì cảm xúc như là vỡ òa. Đấy, tôi được cầm cờ của Tổ quốc, tôi được cầm cờ của Việt Nam, đứng cùng với cả các bạn bè quốc tế trong cái vinh danh cho cái giải cao nhất của diễn đàn. Ngược dòng thời gian, chúng tôi được biết sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, song với sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, năm 2005, Trần Thị Thúy đã xuất sắc trở thành sinh viên khoa sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thúy đã quyết định về quê trở thành cô giáo tiếng Anh trong chính ngôi trường mà cô đã từng học, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều bạn bè, người thân và các thầy cô giáo, bởi một sinh viên giỏi tiếng Anh như Thúy thiếu gì nơi mời gọi. Cô Thúy thì là trước là học sinh của trường và tôi cũng từng dạy cô Thúy từ lớp 6. Thì thực sự là tôi đã phát hiện về cái khả năng học hỏi và khả năng vươn lên vượt khó của cô trong quá trình học tập ở trường cấp 2. Thế rồi đến cấp 3 thì cô là một học sinh giỏi trong đội tuyển tiếng Anh của tôi. Cô này cũng là một cô bé nhỏ nhắn nhưng mà có ý chí vươn lên rất là cao. Và cô đã làm việc gì thì cô rất là say mê và nhiệt huyết. Trong quá trình cô công tác và làm dự án thì tôi cũng có thường xuyên đi dự giờ cùng với ban chuyên môn nhà trường và ban giám hiệu. Thì thấy rằng là cái dự án của cô này đạt khả thi rất là cao. Cái dự án của cô là có sức lan tỏa rất là rộng. Đối với các tiết mà cô áp dụng những cái kiến thức của mình vào thì chúng tôi nhận thấy rằng là học sinh rất là hào hứng và cái bài giảng của cô là đạt kết quả rất là tốt. Chia sẻ với chúng tôi, cô Thúy cho biết lý do tôi chọn đề tài này là do trường tôi nằm ngay cạnh cánh đồng và mùa vụ, mùi thuốc trừ sâu theo gió thường xuyên bay thẳng vào lớp học. Nhiều lúc cả thầy trò đều cảm thấy rất ngạt thở. Có một số em đã phải nghỉ học vì hít phải không khí có chứa thuốc trừ sâu độc hại. Đặc biệt, với thực trạng lạm dụng thuốc trừ sâu hiện nay, tôi muốn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh của tôi có thêm cơ hội tham gia và thể hiện quan điểm của mình trước một thực trạng rất nóng đang được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Đó là tình hình ô nhiễm môi trường, trong đó có thuốc trừ sâu. Để thực hiện dự án, tôi đã chọn 45 em lớp 11A1 cùng tham gia. Lớp học này
hầu hết đều là các em học sinh có học lực khá giỏi. Trong dự án, tôi cho các em đóng vai trò là nhà khoa học, là bác sĩ để tìm hiểu tình hình ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến sức khỏe con người. Với mong muốn các em sẽ cùng tôi đưa ra những đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa ý thức của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như khuyến cáo người tiêu dùng trong sử dụng sản phẩm thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cô và các em đã gặp phải không ít khó khăn. Đối với cô Thúy, đó là cái lòng nhiệt tình, cái tính tự tin và ham học hỏi, biết mơ ước. Trong cái cuộc thi này, cô Thúy tham gia các dự án thì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Chẳng hạn như là khi thực hiện các nhóm của các em học sinh đi xuống nông thôn thì không phải bác nông dân nào cũng hợp tác. Hay là khi cô Thúy cho các nhóm các em học sinh đến tìm hiểu cái việc thực tế bán thuốc trừ sâu thì không phải cửa hàng nào cũng tác nghiệp. Người ta cũng ngại nói đến vấn đề là bán thuốc trừ sâu bởi vì vấn đề bảo hiểm nó cũng chưa được đầy đủ, hay là cái việc bán thuốc trừ sâu nó cũng chưa theo một cái kê đơn nào mà chỉ là kinh nghiệm, cho nên là các cửa hàng người ta cũng ngại tác nghiệp. Hay là khi mà đến bệnh viện thì làm việc thì các bác sĩ, y sĩ người ta cũng rất là bận, cho nên là việc tác nghiệp với người ta là cô cũng phải cố gắng. Thế hay là trong cái công việc ở trong nhà trường ấy, nó rất là nhiều việc đan xen, trong quá trình vừa dạy học vừa tham gia dự án thì cô cũng phải mầy mò, cô cũng phải cố gắng, cô cũng phải nhờ anh em giáo viên là cùng hợp tác hỗ trợ để làm nên những cái thành công. Sau hơn 2 tháng triển khai dự án với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khẩn trương, cả thầy và trò trường Trung học phổ thông Đức Hợp đều vô cùng ngỡ ngàng bởi kết quả đạt được đã vượt lên trên cả sự mong đợi. Khi thực hiện dự án thì bọn em muốn làm thế nào cho hiệu quả của cái dự án được nâng cao đến mức cao nhất. Cho nên là em đã về nhà và tuyên truyền với bố mẹ em. Trước đây thì bố mẹ em thường phun thuốc trừ sâu theo thông báo của hợp tác xã. Phun thì theo kinh nghiệm của dân gian, không tuân theo những cái chỉ định của thuốc. Sau khi được tuyên truyền, bố mẹ em đã biết phun theo quy tắc 4 đúng, đó là đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm và đúng thuốc. Bởi vì thế mà lượng thuốc của nhà em năm nay sử dụng thì nó đã giảm đi một nửa và năng suất lúa cũng được cải thiện hơn. Thôn hoặc xã báo là ngày này phun là phải phun chứ không thể ngày mai được. Thường thường như trước chúng tôi nghe thấy vỏ sâu bệnh thì khả năng đi phun, nhưng hôm nay không ai chứ bận, không phun để ngày mai phun. Thế đương nhiên là cái hiệu quả nó không tốt. Khi mình đã phun đi phun thì sâu nở xong rồi. Đấy. Thế nên là cái chi phí cho một sào ruộng của chúng tôi là rất cao. Thế nhưng đến bây giờ được các em học sinh của các cô phổ biến cho chúng tôi làm theo đúng cách, đúng quy trình, coi chúng tôi cảm thấy coi là có hiệu quả cao và rất tốt. Đấy. Trước như thì chúng tôi đi phun thì chỉ cứ đập luôn phun đấy, nhưng nay được các em coi là tuyên truyền là ăn mặc quần áo đồng phục bảo hộ để bảo quản người lao động đến nơi trốn. Hai nữa là tôi chỉ mong muốn sau được thứ nhất là chương trình của các cô các em học sinh muốn tuyên truyền rộng rãi ra để các xã bên cạnh hoặc tất cả rộng rãi để cho các bà con được làm đúng như coi như thế mà đạt hiệu quả cao. Tại cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Microsoft tổ chức tại Hà Nội tháng 8 năm 2016, dự án bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu độc hại của cô Trần Thị Thúy và các học trò được ban giám khảo đánh giá rất cao bởi tính thực tế, tính khoa học, tính giáo dục, đặc biệt là sự lan tỏa thông qua việc cô và các học trò đã biết và sử dụng khá thành thạo công cụ Skype và các công cụ khác của Microsoft trong triển khai thực hiện dự án. Chính vì thế, dự án của cô và các học trò đã xuất sắc vượt qua trên 1.600 dự án tham gia diễn đàn để giành giải nhì, mang lại niềm vui vô bờ bến đối với thầy và trò trường Trung học phổ thông Đức Hợp. Trường tôi ấy, bốn phía đều là những cánh đồng lúa, và đến những cái vụ lúa khi mà có những cái con sâu bệnh thì rất là nhiều cái mùi thuốc trừ sâu nó bay trực tiếp vào trong lớp học. Và tôi muốn là từ cái dự án này nâng cao nhận thức của chính các em học sinh, của những người dân địa phương để cái việc sử dụng thuốc trừ sâu nó có ý nghĩa và có hiệu quả hơn. Kể lại những hành trình để đi đến thành công, cô Thúy cho biết trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cô đã tình cờ biết đến nhóm Cộng đồng Giáo viên Sáng tạo Việt Nam trên Facebook.
cô thật sự hào hứng khi biết đến trang cộng đồng giáo viên sáng tạo của Microsoft toàn cầu. Với sự say mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thông qua việc tham gia cộng đồng Mac, cô đã kết nối với hàng ngàn giáo viên trên khắp thế giới. Sau khi xin ý kiến của cấp trên, cô đã liên hệ với các giáo viên ở Nhật Bản, Ai Cập, Pakistan, Ấn Độ để sắp xếp những giờ học xuyên lục địa nhờ công cụ Skype. Thông qua những tiết học nói trên, các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, một trường ở vùng nông thôn, đã tự tin phát biểu, thuyết trình, giao lưu với bạn bè trên khắp năm châu. Ban đầu thì cháu cũng nghĩ là bọn cháu ở vùng nông thôn thì sẽ khó khăn hơn so với các bạn ở thành phố trong việc tiếp cận với cả các bạn khác. Nhưng mà thông qua lớp học Skype thì bọn cháu đã có thể tiếp cận được với các bạn và cũng cải thiện được nhiều khả năng của mình, và cháu cảm thấy điều này rất là bổ ích và rất là tốt. Cháu có thể cải thiện khả năng thuyết trình của mình, đặc biệt là khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh, và đồng thời thì cháu cũng học hỏi được từ các bạn sự tự tin, đồng thời là khi mà giao tiếp các bạn thì cũng cháu cũng học hỏi thêm được về văn hóa của các nước khác, từ đó để làm giàu thêm kiến thức cho mình. Và qua mỗi giờ học như vậy thì cháu cảm thấy là kiến thức cháu tiếp thu được sẽ nhiều hơn và sẽ dễ hơn so với các giờ học truyền thống khác. Sau khi thực hiện dự án thì em đã cải thiện được rất nhiều kỹ năng và kiến thức của mình. Cụ thể đó là về kiến thức thì em có thêm được kiến thức về thuốc trừ sâu, những tác hại của thuốc trừ sâu đối với sức khỏe và môi trường, hay là những cách để giảm thiểu lượng thuốc trừ sâu ở trong thực phẩm. Còn về kỹ năng thì em đã cải thiện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm của Microsoft. Với cách dạy và cách học hiện đại mà cô Thúy mang đến cho thầy và trò trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, khiến các thầy cô và các em học sinh trong trường hết sức tự hào. Thông qua công cụ Skype, dự án bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu độc hại đã nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ của hàng nghìn giáo viên trong cộng đồng Mac. Ban đầu ấy, cũng chỉ nghĩ là dự án thì nó chỉ trong khuôn khổ một cuộc thi đấy, chứ cái tính lan tỏa và cái tính thiết thực nó đi sâu vào cuộc sống thì chúng tôi cũng chưa dám nghĩ đến. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là thực sự nó cũng đã vượt ngoài cái suy nghĩ của mình. Trước hết thì chúng tôi đã nhận thấy rằng mỗi em học sinh tham gia cái dự án đấy đã là một tuyên truyền viên rất là tích cực trong việc tuyên truyền cái tác hại thuốc trừ sâu, rồi là tuyên truyền cái việc mà con nhân dân chính là bố mẹ mình ấy, sử dụng thuốc sâu nào cho hiệu quả về với gia đình mình, rồi tuyên truyền cho bà con lối xóm, đấy là điều rất là tốt. Thứ hai nữa là cái ý thức của các em nó cũng đã được nâng lên và các em rất là tự tin trong việc tham gia các hoạt động xã hội cũng như thuyết phục người khác. Ví dụ như trong trường hợp điển hình như là thuyết phục bố mẹ mình, thuyết phục bà con nông dân xung quanh khu dân cư mình sinh sống trong việc sử dụng thuốc trừ sâu như thế nào, rồi phun ra sao, cách thức nào cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Với sự thành công của dự án bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu độc hại, cuối tháng 3 năm 2017, cô giáo Trần Thị Thúy đã vinh dự được chọn là một trong số 4 giáo viên đại diện cho Việt Nam tham gia diễn đàn giáo dục toàn cầu do Microsoft tổ chức tại thủ đô Toronto, Canada. Tâm sự với chúng tôi, cô Thúy cho biết, tham gia diễn đàn, cô được phân vào nhóm số 33 gồm đại diện của 5 nước Nga, Canada, Guatemala, Ai Cập và Việt Nam. Chủ đề của Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu năm 2017 là Make What's Next. Với chủ đề này, Microsoft muốn lắng nghe ý kiến của giáo viên và học sinh để cải thiện những công cụ của họ, giúp việc dạy và học trở nên hiệu quả và thú vị hơn. Vốn có tư chất thông minh, sắc sảo, đặc biệt là biết phát huy những lợi thế của một giáo viên tiếng Anh, Trần Thị Thúy đã đưa ra ý tưởng sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường sự sáng tạo của học sinh. Đó là việc thiết kế bài giảng bằng các đoạn phim để truyền tải tới học sinh thông qua các công cụ của Microsoft. Với ý tưởng độc đáo này, Trần Thị Thúy đã chinh phục được 4 thành viên của cả 4 nước và ý tưởng này đã trở thành đề tài chung của cả nhóm. Và điều vô cùng bất ngờ đã đến, đề tài của cô Trần Thị Thúy và các thành viên trong nhóm đã xuất sắc vượt qua hơn 40 nhóm với trên 300 chuyên gia đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải thưởng chung cuộc, giải đặc biệt của Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu năm 2017. Chúng tôi đánh giá rất là cao đối với đề tài này, vừa mang tính thực tiễn,
và đặc biệt là cô đã giới thiệu được Việt Nam với các nước. Với các cái kết quả như cô đã làm thì đã đáp ứng đúng được cái tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay, gắn liền việc dạy và với các vấn đề thực tiễn, đã giải quyết được cái bài toán là sử dụng kiến thức liên môn và công nghệ cũng như là các cái lĩnh vực khác trong giáo dục để gắn với các cái hoạt động thực tiễn về sản xuất cũng như là các cái hoạt động về khoa học. Đối với kết quả mà cô giáo Thúy đã đạt được thì đây đã khẳng định được một cái nền văn hiến phát huy được cái truyền thống hiếu học của tỉnh. Và đây cũng là những con người mà thay mặt giáo dục Hưng Yên khẳng định tiềm năng và những cái lòng quyết tâm cũng như là tinh thần vượt khó của đội ngũ giáo viên Hưng Yên trong cái công cuộc đổi mới giáo dục. Và chúng tôi khẳng định rằng với cô Thúy cũng là một tấm gương để cho các thầy các cô trong ngành giáo dục Hưng Yên noi theo. Không chỉ thán phục về ý tưởng độc đáo và nhận được giải thưởng chung cuộc, giải cao nhất của Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu. Tại lễ vinh danh nhận giải, bạn bè quốc tế một lần nữa đã phải ngả mũ trước Trần Thị Thúy bởi những câu trả lời phỏng vấn vô cùng thông minh, sắc sảo của cô với lãnh đạo khối giáo dục toàn cầu của tập đoàn Microsoft. Trong cuộc trò chuyện với lãnh đạo của Microsoft Canada, bà đã dành những lời khen tặng và động viên tuyệt vời cho cô. Bà nói, câu chuyện của bạn thật tuyệt vời, hãy luôn mạnh mẽ như thế và nếu có thể, chào mừng bạn tới Canada. Đó là một lời mời đầy hấp dẫn, nhất là trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình cô còn rất nhiều khó khăn. Với bản lĩnh và sự thông minh sắc sảo của mình, cô giáo Trần Thị Thúy đã từ chối lời mời với một câu nói đầy tế nhị và thân thiện. Em ra đi là để trở về. Câu nói ấy đã được cô kể lại với các đồng nghiệp và các em học sinh trường Trung học Phổ thông Đức Hợp ngay sau khi rời Canada về Việt Nam. Đoạn băng hình do một thầy giáo của trường Trung học Phổ thông Đức Hợp thực hiện. Tôi nhiều nhất đó là có một cô đại diện người Canada và một giáo viên người Canada đã đến và nói là nếu như có thể thì chào mừng em 3 tháng nữa là em có thể quay lại với Canada. Bởi vì ở Canada cái giáo dục của họ rất là phát triển và họ đang có cái chính sách rất là chào mừng những giáo viên, tức là những người làm về giáo dục của Việt Nam, nhất là của Việt Nam đến với Canada. Tuy nhiên thì tôi chỉ cười và cảm ơn cô rất nhiều vì đã chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái mong muốn, đã đồng cảm với cả mình thôi. Thế còn với bản thân tôi thì dù cho bất cứ đi đến bất cứ quốc gia nào hay là một vùng lãnh thổ nào thì ra đi là để trở về, để giúp cho các em đã có giấc mơ của chính riêng mình rồi thì các em sẽ phát triển nó và biến nó trở thành hiện thực. Em ra đi là để trở về, một câu nói ngắn gọn nhưng đã thể hiện được ý chí, bản lĩnh, tầm nhìn của người Việt Nam. Cô cho rằng những gì cô đã trải qua đã thật sự là cơ sở vững chắc để cô tin tưởng giáo dục sẽ là từ khóa để Việt Nam cất cánh. Vì thế, cô đã khước từ cuộc sống giàu sang tại Canada, trở về quê hương, một sự lựa chọn không phải ai cũng làm được. Cô hy vọng với sức trẻ, với lòng say nghề, cô sẽ cùng các đồng nghiệp giúp các em học sinh cả nước nói chung, các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Đức Hợp nói riêng có thêm động lực, kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng tiếp cận với cách học mới, một cách học đòi hỏi sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả người dạy và người học trong cuộc cách mạng 4.0. Một cuộc cách mạng sẽ giúp Việt Nam cất cánh, sánh vai với bạn bè trên khắp Nam Châu.